trân trọng giới thiệu cao vật thứ hai giải leo nữ số 8 giữa Huyền Trang của Bắc Ninh và Nguyễn Thị Hoàn của Yên Phong. Mời hai bà đô vào giới xe này. Ngồi xuống. Các bạn ngồi xuống, trận đấu tiếp tục. Đánh hôm nay thì may đấy. Quá nhiều. Mời hai đôi vào giữa tới. Thôi. Thôi mời các cô ở phía trước ngồi xuống để ban tổ chức làm việc. Trận đấu tiếp tục. Thì các đô đã nhất thắng rồi thì chúng tôi sẽ đánh muộn một tí. Còn giải ba nữa. Tao xếp đánh hết, sẽ hết đánh hết, keo nhất thắng. Không có cái đèn pha nào ban tổ chức lên cho sáng. Thì các đô cũng hết sức thông cảm. Đấy là ban tổ chức rượu nó hơi quá chén, ghi nhiều quá. Bây giờ là đánh muộn tí rồi. Ông nào vào rồi ghi. Hai nữ đô xinh đẹp của chúng ta thi đấu tích cực. Thôi, ngoài giới rồi. Hai đô vào giữa giới. Trận đấu tiếp tục. Tay giới phải để ý thật kỹ vào. Thôi, hai đô vào giữa giới. Trận đấu tiếp tục. Đang cái đồ cũng một từ đồ giải quyết hết, nó cao nhất là từ xương sẽ nhiều. Và hai đồ làm đến vào sân. Thôi, ngoài giới rồi. Hai đồ tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Cơ giới phải để ý cấp đô. Hai đô đứng giữa giới. Hai đô đứng giữa giới. Và một đòn đánh sở trường thì đô Huyền Trang của Bắc Ninh đã toàn thắng ở leo số 6. Đây đó. Đô Nguyễn Văn Đoàn, Hà Nội. Đai xanh. Mời hai đô vào giới làm dục xe này. Mời hai đô xe này. Mời đô Thúy. Thúy là cái ban tổ chức. Hai đô bắt tay. Các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Giới thiệu quý vị các bạn, đây là trận thi đấu kỳ 1 của giải 2 giữa kiện tướng Nguyễn Thế Tử của Vĩnh Phúc, Đai Đỏ và Nguyễn Văn Đoàn của Hà Nội, Đai Xanh. Như quý vị các bạn đã biết là đô Nguyễn Thế Tử của chúng ta là một kiện tướng vật dân tộc ở hạng trên 87kg 6 năm liền. Và ngày hôm nay thì đô cử đã có mặt ở giới vật Bắc Sáng và xin giữ giải 2. Chúng tôi sẽ ngoài giới rồi. Mời đâu vào giữa giới.
Trận đấu tiếp tục. Đội đoàn của Hà Nội là một đội trẻ tài năng, trưởng thành từ lò vật của Trung Bầu, một cái nôi của làng vật Kinh Bắc xưa. Nay thì Trung Bầu đã thuộc về Gia Lâm của Hà Nội. Với truyền thống cha ông thì đô đoàn cũng nối gót các đàn anh của mình và cũng đã trưởng thành rất nhanh trong vài năm qua. Ngoài sớm rồi, hai đô tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa sớm. Sau trận đấu ở giải 2 giữa Ngô Thị Cử và Nguyễn Văn Đoàn là trận thi đấu vật nam nữ giữa Hòa Bonsai của Bắc Giang và đô Nguyễn Văn Long của Hà Tây. Mời ông đô và đô chuẩn bị trang phục vào ghế. Các đô cứ từ từ các động vật. Đô cử của chúng ta hiện nay có trọng lượng là 108 kg và đô đoàn là 100. Hai đô vào giữa giới. Đô Dũng ngồi gọn vào khỏi cái vòng rôn. Đô đoàn vào giữa giới. Trận đấu tiếp tục. Sau trận đấu này sẽ là trận thi đấu vật nam nữ, một trận thách đấu theo thể thức vật dân tộc. Một miếng quấn gió của đô đoàn Hà Nội, một miếng quấn như lập xiếc của đô đoàn. Có xúc cầu, một cá rất to, cá toàn trên tạ. Alo, tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Vừa rồi là một đoạn đánh. Trận đấu tiếp tục. Idol của chúng ta đều là những đại thiện tướng đã vật rất nhiều rồi, nên là tránh những cái đánh gây ảnh hưởng, gây chấn thương cho đối phương của mình. Trận đấu đang diễn ra rất kịch tính rồi. Xin chào vỗ tay cổ vũ Idol. Đô cử Quý Phúc là một thiện tướng rất nhiều năm liền rồi. Và đô cử dùng kinh nghiệm đẳng cấp của mình thể hiện để bà con vẫn xá chúng tôi được chiêm ngưỡng ở keo vật đầu tiên của giải 2 này. Đẳng cấp của một kiện tướng 7 năm liền vô địch quốc gia ở hạng trên 87 kg. Chúng tôi rất cảm ơn các đô đã về với giới vật vẫn xá của chúng tôi, rất rất cảm ơn. Nhưng đô nào có biểu hiện thi đấu tiêu cực và mập mờ, chúng tôi sẽ chốt quyền thi đấu, kể cả là vật lèo. Hai đô tiếp tục thi đấu ở tư thế. Hai đô tạm nghỉ, đô Dũng và đô Dinh tiếp tục thi đấu. Cũng dù cách tập phương đang dự khán ở trận đấu này vẫn đang mong chờ một đòn đánh mãn nhãn lòng người của kiện tướng Ngô Thị Cử Vĩnh Phúc, 7 năm liền vô địch, giành huy chương vàng ở hạng cân trên 87 kg vật quốc gia. Tiếp theo hai đô tiếp tục thi đấu từ thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Đô giới trọng tài giới cẩn thận xa xa lại một tí.
nhỡ mà không may thì bạn hai đâu đứng giữa sớm. Như vậy là nổi quá cao rồi. Đô Cử đứng ngoài giữa sân. Như vậy là bằng một miếng gồng thì Đô Cử của Vĩnh Phúc đã nhất thắng ở giải 2. Cô Duy vào sân, vào sân. Đấy, như vậy là Đô Duy của chúng ta vừa đi tắm này. Rất sạch, rất ngon trai luôn. Trận đấu tiếp tục. Nếu mà có bạn gái nào mà muốn xin số điện thoại hay là Zalo của Đô Duy thì lên gặp ngay ban tổ chức nhá. Đô Duy thì có rất nhiều số điện thoại. Thôi, ngoài giới rồi. Trận đấu tiếp tục. Đồ dùng của Liên Hiệp cũng đã lấy rất nhiều giải 3, giải 7 ở các giới rồi. Nếu mà ngày hôm nay mà không đánh được Đô Duy thì ngoài giới rồi. Hai đôi vào giữa giới. Tiếp tục. Sau trận đấu của Đô Duy và Đô Dũng là trận đấu vật nam nữ, trận thách đấu của Hòa Bonsai và Đô Long Hà Tây. Rất hay. Đô Dũng đã đầu trạng bằng tự trọng của Đô Dũng rồi. Chúng ta bắt con là gì được không? Đúng cái trận kia cùng cùng. Cô Duy sang sau rồi. Cô Duy của chúng ta có một phản phết rất đông các bạn đứng theo dõi. Xin tiết lộ với quý vị và con là Đô Duy của chúng ta năm nay mới có 17 tuổi 6 tháng. Đô Dũng cảm thấy không thi đấu nữa thì xin ban tổ chức nghỉ giải lao. Tiếp rồi, tiếp rồi. Nếu mà không còn khả năng thi đấu nữa thì ra hiệu tạm thời cho nghỉ. Vật thắng là đô vật người Pháp mà không còn được Đô Duy thì vứt. Thôi vài giờ. Hai đô. Vài giờ sớm. Đô Hòa và Đô Long vào ghế. Mời Đô Hòa và Đô Long. Trận đấu tiếp tục. Mời Đô Hòa, Bonsai và Đô Long của Hà Tây vào giới. Rất hay, một đòn đánh rất hay của Đô Dũng. Như vậy là Đô Dũng của chúng ta sau rất nhiều khó khăn. Thì bạn một đòn bốc nổi Đô Duy lên khỏi mặt đất. Như vậy là Đô Dũng đã nhất thắng ở leo số 8. Mời hai đô nam nữ, Đô Long và Đô Hòa Bonsai của chúng ta.